Mày 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 đốt nào. Không không đấy. Rẽ ra không to quay vào giữa. Nó đang cháy to thì rẽ ra không, tí nữa nó thành than là vừa. Không không không, rẽ rẽ ra. Đấy, rẽ ra thì có cái lỗ giữa. Đấy, cho nó thấp xuống rồi bắt đầu cho quay vào, lại tiếp tục cho củi vào. Cho rẽ rẽ thẳng ra. Đi đi cho quay đi đi. Cho đều ra. Xong rồi ném cho củi vào đẹp. Đấy, chọn mấy củi cho nhỏ thôi, củi toàn củi to quá. Bây giờ lấy củi đắp lên trên. Bây giờ lấy củi đắp bên trên nữa, xong rồi lại tránh tiếp. Củi đây không thiếu. Ném bên nào, ném bên nào, ném vào giữa. Ném vào lên trên đấy, xong rồi đắp củi vào. Ném hết rồi. Ném hết nào. Trên kia củi khô ở dưới này toàn củi ướt rồi. Cái thằng nhiên được vẹt mùi. Với thằng nào bảo nó phải lấy sao? Không đen, lên video không đen lắm đâu. Cái này mỗi thứ năm phải sản xuất một video, ngày mai chuẩn bị thứ năm sau nướng cá. Cái này người ta bảo là đốn nguyên cả một cây ở nước ngoài. Cái cây này cây gì nhỉ? Ừ, cây hoa sữa. Chặt nguyên một cây hoa sữa để nướng khoai. Rồi chặt cái này á. Cái này phải nướng cả con khoai. Sao phải kiếm con dao. Ném cả vào, ném cả đấy mà. Cháy quá rồi. Gần đâu tí nữa lại cháy xém khoai. Ăn ăn lại cháy. Bây giờ có mà thịt nguyên con gà cho vào chín. Cái gì? Sao con Tama TV bị bắt vì sao? Ăn con chim gì? Nhưng mà nó ăn chim gì? Đại bàng rồi. Đại bàng rồi, đại bàng. Hôm đấy là bọn nó quay video cái gì ăn con chim gì nhỉ? Ngỗng hay sao ấy? Con gì to to ấy nhỉ? Đà điểu, đúng rồi, con đà điểu.
đây cho gà nó chín. Mạng có lại bên đây cũng chín thở gà. Không cái máy bão đi. Đúng rồi. Tôi còn nó cắm một cái tôi nướng. Tại đâu mà bới ra xem nó cháy chưa? Bới ra. Bới lấy ra. Không nó cháy. Cháy to quá rồi. Anh em để than nó ủ thôi. Chọc cái là lấy cái que nhỏ nó chọc vào. Ui chín rồi. Gạt ra chỗ cỏ này. Gạt ra chỗ cỏ ấy. Gạt nhẹ thôi không nó bị bay hết cái than kia ra tí nữa. Bẻ đôi ra, phi bẻ đôi ra nào. Lấy cái que chọc bẻ đôi ra. Nó nuốt rồi. Quay đầu quá. Ôi chưa chín rồi. Vẫn chưa. Đấy vào. Này áp. Đắp vào. Gạt nó đắp vào. Ui nó xuống dưới. Tôi phải củi vào đó. Ui này nó bắt tay. Ui. Tí đất nào. Sắp được rồi, được một nửa rồi. Các thằng kia đang tham vào cái kết. Rụng răng luôn đúng không? Thằng Phi đó cầm một cọc củ nó tay mà nó ăn này. Đấy xem nào. Đây. À, thơm thế. Thứ ai không? Ở trong vẫn còn nói kìa. Chín. Ngáo ở nhờ trong nó. Nó nói rụng răng đấy. Nó không nóng. Đây là nước mạnh. Thôi nhẹ ủ thôi, sắp chín rồi. Tao đang tiếp làm cực. Đi xin mồ. 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 Đi à. Vun hết nó vào thành đống. Nó thành than rồi, nó nóng rồi, nó ủ rồi là được mà. Bây giờ Hồng Đen tuần sau định ăn cái gì nào? Anh cho anh đầu tư Hồng Đen. Cá đây, cá đắp bùn này, ở đây có kiếm đâu bùn này, đắp bùn. Cá đắp bùn xong rồi cho đây này, nướng này. Bùn của kiểu nó ruộng kia. Cá biết được. Đúng rồi. Đấy ruộng kia, dính bạc, dính bạc vào. Xong rồi đắp đất vào, rồi cho nướng này này. Sao thấy đi không? Đi luôn. Chưa, anh phải một tuần, sắp một video. Đúng rồi. Sao một tuần thấy nhá. Cuối tuần up lên xong rồi 500 anh em vào xem, ủng hộ. Mới làm giúp tôi ảnh, chỉ một tuần video. Một tuần 2 video. Thế có lúc 5 đến 7. Thêm bao nhiêu tiền là đầu tư hết rồi. Chỉ ăn mới quay video thôi đúng không? Nếu mà nhiều tiền nữa anh nghỉ không? Nghỉ lại chém đầu ấy, nghỉ. Nghỉ thì ông lập công thịt. Đấy, gọi làm gì ạ? Chiều thứ năm hàng tuần đúng không? Đó. Cái này là phải suy nghĩ xem là từ món nướng chuyển sang món gì? Lẩu. Hết nướng rồi chuyển sang món gì? Lẩu. Chuyển sang món... Lẩu cánh đồng. Lẩu cánh đồng. Rán trứng, các món rán trứng. À kiểu đúc trứng xong rồi kiểu lấy một cái non nước ngọt xong rồi cho trứng vào. Trứng nướng. Cho anh em ăn lấy đi. Thế thì phải kiểu mua trứng đà điểu to thì mới đủ cái lon nước ngọt. Quay cả video lúc còn làm cá nữa. Như vậy thế. Không làm nó đang đi thì mang trường làm luôn. Được, mang trường. Có đâu. Mình đi từ 1 giờ sớm vào, đi từ 2 chứ. Cơm là khoảng 1 giờ. Thế ăn mua cá. Chứ không xong mua cá để nhà nuôi. Buổi trưa anh vào anh mua. Mua từ sáng. Mua từ sáng mua xong về nhà nuôi. Mua con cá to. Cá rất thịt luôn. Cá mang về nuôi xong rồi chiều anh mang lên. Vậy đấy mà mình đắp đất vào xong rồi lúc bỏ ra là nó cũng bị bong hết vẩy mà. Đắp đất vào được mà. Hoặc là mua là người ta đánh cho mình được. Mua từ sáng. Nướng thì nướng cả con xong rồi. Vậy đâu được. Mua từ buổi sáng hay chiều. Chiều lên làm mổ xong rồi mang ra nướng. Được đấy. Tuần sau nhá, tuần sau gái cá nào? Cá đi. Tuần sau nữa là đầu tư hơn là. Gà này không. Tôi bảo đi nướng lại đây. Ê, nướng nó sốt sốt cay. Nó sốt cay. Bọn trên mạng còn bọn tẩm lợn mà chấm cà phê rồi chấm các kiểu nước ngọt cái thứ kinh vãi.
người ta làm để ăn, bọn nó làm toàn kiểu để kiểu như là câu view đúng không? Mai thử ăn cá chấm đất. Đúng rồi, cũng bắt đầu vào dự thi, hôm nay cô Thúy thi. Mấy giờ thi hả? Đấy, chắc trống bây giờ bắt đầu. Mình. Đấy, than tàn đẹp đấy. Cuối tuần ra vlog luôn. Những thanh niên nhân viên đúng không? Nổi tiếng luôn. Hôm nay không lạnh, lạnh sớm luôn. Chạy vào chân giữa, xong rồi chạy ra. Không không thì tí nữa bới ra rồi cho mang vào trường, xong rồi rửa tay ra ăn. Không, trường có thầy Sơn với thầy Hiền với cả thầy Dương đang chờ. Bộ phim là thằng ăn tao nhất. Ở giữa. Nhưng mà mẹ mồm. Mẹ ăn ở sau. Nhưng không phải quay mặt đấy sao ấy? Quay mặt ạ. Anh được quay lan cửa. Lai mặt ạ. Cái gì? Ừ là cầm đấy. Cầm. Ủa ạ. Rồi ăn ta đây. Không ăn rồi. Biết ăn gì nhé. Không mời các bạn à? Mời các bạn à? Ăn xong rồi hết cái lời rồi các bạn. Ăn hết phần ngon rồi còn cái xương trong mình mời các bạn. Quay rồi. Anh ra đi ăn, anh ra đi ăn khoai. Tao chín rồi. Ông dám biết là sắp được khoai rồi, ông dám lại ra. Thấm rồi thầy. Thế là tí luôn. Đấy, ngồi ấm cho ấm. À. Chị chưa? Tôi nướng à? Tí. Xem nào. Ông chọc cái đầu mình ấy thôi. Chọc một lưỡi. Lưỡi chứ. Chủ tịch. Đấy, thấy cổ ra bé nhất. Chủ tịch. Đào ra xem một chín. Thế là chủ tịch thấy khoai sáng lắm, mà cái xe. Ấy, ngon thôi. Đấy gập đôi cái lá vào xong rồi bới ra. Gập đôi cái lá vào. Về phòng ông sáng liên hoan luôn. Về phòng ông sáng. Nó sáng khôn không? Chán không? Đây là chả là củ nhỏ đi, củ gì? Nó sáng chả làm cái gì ra, chỉ việc ăn. Ai của mày tao không làm gì. Không có tao thì chúng mày có chín được khoai không? Đây. Nó lửa. Đây. Thế mà. Đùa. 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 Gạt nhẹ thôi. Úi dồi ôi, chiến lợi phẩm, ngon quá. Về phòng ống sáng, Đây này, ba củ bên này này. Đây ba củ bên này này. Cầm được. Lót cái đấy ở dưới. Ôi không cần.
bọc cũng vào được. Có nhiều lắm, còn nhiều lắm thầy. Không cần bia ơi. Bọc nó vào. Quấn cái này vào. Chúng mày nướng cái này cháy hết rồi mà lại dính quá. Quấn tròn này vào. Đấy như thế. Thế thì em bùng mấy bao củ chưa? 11 củ. Mở em đi. Cả bác nó bật về một củ thằng em rồi. Cậu Gali mà. Gali. Gali phải nữa. Ôi, ngon rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Mà không lỏng đấy, cho vào đây được. Đặt vào không anh nhìn cái đấy bẩn, cái đấy bẩn. Đặt chuối vào. Cái đấy không cầm được luôn. Trực tiếp à? Trực tiếp luôn. Cái đấy để trang lên nữa. Sau rồi. Anh ạ. Hai củ xoay nhìn nướng cá. Ăn là rau hỏng mẹ rồi. Dùng rồi. Không cầm được rồi ạ. Đây lột lùng nó ra. Nó cũng mấy cây. Nó lá trong cái túi. Đấy. Đấy, không bảo đây. Đấy, ông Sáng ra một cuống đi vào này. Ông Sáng khôn nhá. Ủa chứ mày. Ông Sáng ra. Chứ mày đến đây rồi. Nó nào ông mang về phòng ông Sáng ăn. Đấy, tôi ăn sống ra trong sống luôn. Ừ. Đây, phòng ông Sáng bày luôn. Ủa, cái tôi ăn trong này. Uầy, củ này nhị bay nhỉ. Kiểu than đấy. Ui, mắt này, mắt này. Chị con củ đá hợp, nó là. Liếm, liếm, liếm. Ui, mềm. Ôi, thôi, thôi, thôi. Mày bóng sáng, mày bóng sáng. Đây, 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 đây,